Hello mọi người, thì đây là mẫu máy MSI SOM 16, một chiếc máy thuộc phân khúc giá từ 30 cho tới 40 triệu đồng tùy theo cấu hình mà các bạn chọn. Thì trong cái video lần trước khi mà mình nói về những cái dòng laptop dành cho các bạn tân sinh viên back to school, mà những dòng máy mà các bạn nên mua theo từng phân khúc giá, thì mình cũng đã mention cái máy này rồi. Thì hôm nay là bài review chi tiết em nó ha. Đầu tiên mình sẽ nói về thiết kế của con MSI SOM 16HX này nha. Thì nói chung mình là một người rất là thích xài laptop bự với một cái màn hình bự. Trước đây mình đã từng xài MacBook Pro 16 inch, sau đó chuyển qua mẫu MSI GE68 cũng 16 inch. Thì đối với mình, một cái máy có màn hình 16 inch là nó đủ để cho mình có thể thao tác và trải nghiệm thoải mái một cách thường ngày ha. Thì đây chúng ta sẽ vẫn có một cái máy với một cái form 16 inch. Và các bạn thấy không? Nếu như mà các bạn coi cái video mình nói về con MSI GE68 và các bạn nhìn qua cái mẫu này, thì các bạn thấy là cái con máy này nó mang rất là nhiều những cái DNA từ đàn anh GE68 mang xuống ha. Một thiết kế nó hầm hố, nó vẫn giữ lại những một chút gì đó gọi là những cái nét gaming ha. Những cái mẫu laptop gaming dạo thời gian gần đây thì nó bị lược bỏ đi rất là nhiều những cái yếu tố gọi là hầm hố rồi, nó đơn giản thôi. Nhưng mà trên mẫu máy này nhìn vô thì chúng ta vẫn biết à, đây vẫn là một mẫu máy gaming. Cụ thể là chúng ta sẽ có một cái logo rồng đỏ ở đây, nhìn khá là đẹp. Và sau đó là một cái phần gáy phía sau nó lò ra một chút xíu, và đây sẽ là nơi đặt những cái cổng kết nối ha. Nhìn chung á thì mình đánh giá khá cao cái thiết kế này. Tất nhiên cái này sẽ tùy thuộc vào gu thẩm mỹ của các bạn ha. Những bạn nào mà thích xài bự hầm hố như mình thì sẽ thích mẫu máy này. Nói đi cũng phải nói lại, cái mẫu máy này có một cái trọng lượng rơi vào khoảng 2kg. Mình đánh giá 2kg mà chưa kèm theo cục sạc ở thời điểm hiện tại là nó thuộc loại nặng nha các bạn. Mình không thể nào mình nói nó nhẹ được. Khi mà các bạn bỏ full đồ vào ba lô thì các bạn sẽ thấy được cái sức nặng của nó. Cho nên nếu như các bạn là người dùng nữ đi, hoặc là các bạn đã quen xài những mẫu laptop mỏng nhẹ rồi, thì khi chuyển qua mẫu máy này thì sẽ thấy hơi khó chịu một chút ở thời gian đầu ha. Một điểm cần phải lưu ý nữa đó chính là mẫu máy này được build hoàn toàn từ nhựa. Các bạn sẽ thấy là từ mặt A, mặt C và mặt đáy bên trong tất cả đều là nhựa hết. Thì đây có phải là một cái nhược điểm hay không? Thì đối với cá nhân của mình, khi mình nói về một cái thiết kế của cái laptop á, thì mình nghĩ nó bền hay không bền nó mới là cái yếu tố quyết định ha. Còn nhựa hay kim loại full thì cái đó là tùy vào gu thẩm mỹ và cũng như là tùy thuộc vào cái túi tiền của các bạn. Rõ ràng MSI vẫn có những cái mẫu máy full kim loại lên tới 50 mấy 60 mấy triệu đồng, nếu như hầu bao của các bạn rủng rỉnh thì các bạn có thể mua. Còn ở đây chúng ta đang hướng tới một cái máy, hướng tới các bạn tân sinh viên yêu thích một cái máy bự cấu hình cao, thì việc nó build full nhựa là một điều hoàn toàn dễ hiểu. Nói về cái cổng kết nối đi, thì con MSI SOM 16 này có khá là đầy đủ những cái cổng kết nối dành cho các bạn ha. Chúng ta có USB-A, chúng ta có jack 3.5mm, chúng ta lại có thêm một cái USB-A và một USB-C ở bên cạnh trái này, cho các bạn có thể kết nối thoải mái rất là nhiều những thiết bị ngoại vi bên ngoài ha. Như hồi nãy mình có nói, cái phần gáy này là cái phần mình thích nhất nha các bạn. Những cái mẫu laptop nào mà có cái phần gáy này thì mình đều thấy nó ok, bởi vì những cái kết nối quan trọng nhưng mà chúng ta ít khi nào mà lấy ra lấy vào thường xuyên thì nó nằm ở phần đấy, thì nó sẽ gọn gàng hơn rất là nhiều. Chẳng hạn như ở đây là chúng ta có cổng nguồn nè, chúng ta có cổng HDMI và chúng ta có thêm một cái cổng USB-A ở đây và một cái cổng mạng LAN ở đây nữa. Thì các bạn thấy không, khi các bạn đặt cái máy này trên bàn, các bạn cắm dây nguồn, các bạn cắm dây xuất màn hình, các bạn cắm một cái USB chuột ở đây á, thì nhìn nó rất là gọn gàng, thay vì chúng ta phải đặt ở bên cạnh trái và cạnh phải ha. Thì đây là một điểm khá hay trên cái mẫu MSI SOM này. Tiếp theo, đi sâu vào bên trong, mình sẽ nói tiếp về cái khu vực bàn phím, cũng giống như là trackpad là nơi chúng ta để ngón tay và trải nghiệm nhiều nhất hàng ngày trên tất cả những mẫu laptop ha. Thì trên con MSI SOM 16HX này thì hãng sản xuất đã để một cái bàn phím full size và có luôn cả phím số rời, kết hợp với đó là đèn nền LED RGB. LED RGB này là phân chia theo vùng chứ chưa phải là từng phím. Nhưng mà cái cách làm LED của MSI từ đó đến giờ thì mình luôn đánh giá nó cao, bởi vì nhìn nó đẹp, nó đủ sáng và nó đủ gọi là tạo một cái kích thích về mặt thị giác của mình khi nhìn vào ha. Một điểm nữa, khi mà nhìn vào cái bàn phím này, các bạn sẽ không thấy cái logo SteelSeries. Có thể nói so với cái bàn phím mà SteelSeries có trên GE Series đi, thì cái bàn phím này mình gõ mình vẫn thấy nó ổn nha các bạn.
Nếu mà bàn phím kia mà trên thang điểm 10 đi, bàn phím kia 10 điểm thì bàn phím này mình đánh giá cũng phải 8 điểm. Cái cảm giác khi mà mình gõ con MSI GE68 như thế nào thì bê qua bên đây vẫn được giữ y nguyên. Mình gần như là mình làm quen được luôn, không hề bị lộn phím, bởi vì kích thước và vị trí của từng phím nó gần như là nó giống hệt nhau. Mình thấy đây là một điểm rất là ok luôn. Nhưng mà có một điểm mình vẫn thấy hơi tiếc, đó chính là cái phần trackpad này. Cái phần trackpad của con MSI SO này nó to, nó cũng khá là nhạy, nhưng mà cái cảm giác click chuột cũng như cảm giác rê nó không tạo được cho mình cái sự chính xác như mình mong muốn, sự tin tưởng hoàn toàn, và cái workflow của mình thấy nó hơi bị delay một chút xíu. Cho nên với những cái thao tác bình thường, chẳng hạn như là mình đọc báo, mình lướt web này nọ, thì mình vẫn có thể xài trackpad được. Nhưng mà khi mà mình chuyển qua mình xài những cái ứng dụng về Photoshop hoặc là Lightroom đi, thì mình phải xài chuột rồi. Cái này các bạn cũng hiểu ha, laptop Windows mà. Thì cái này cũng không phải là một điểm trừ gì đâu, chỉ là một cái điểm cần lưu ý cho các bạn thôi. Nói về một cái điểm mà mình thích ở trên những cái mẫu laptop thời gian gần đây, đó chính là cái màn hình. Mẫu MSI SO 16 này có một cái màn hình 16 inch, và đặc biệt là nó có tỷ lệ 16:10. Cái tỷ lệ này nhìn nó nghe thì nó rất là đơn giản các bạn, 16:9 hay 16:10 nó lệch nhau chỉ một số thôi. Nhưng mà đối với những màn hình 16:10 thì nó sẽ rộng hơn về chiều dọc. Chính vì vậy những cái thông tin hiển thị trên màn hình nó sẽ nhiều hơn. Điều này sẽ thấy rõ hơn khi các bạn mà đọc báo nè, các bạn làm những công việc mà liên quan tới đồ họa, chẳng hạn như là mở phần mềm Photoshop hoặc là Premiere, thì các bạn sẽ thấy là 16:10 nó tối ưu cho công việc tốt hơn 16:9. Bây giờ mà mình nhìn lại những màn hình 16:9 thì mình sẽ thấy nó hơi bị hẹp. Đó. Đánh đổi lại thì màn hình 16:10 khi các bạn mà xem YouTube những nội dung truyền thống đi thì sẽ bị một cái vệt đen ở trên và ở dưới một chút xíu. Thì cái này một cái điểm hoàn toàn có thể chấp nhận được. Cái màn hình ở cái phiên bản mà mình có ở đây, phiên bản base với mức giá rơi vào khoảng 30 triệu đồng, thì chúng ta sẽ chỉ có một cái màn hình LCD truyền thống mà thôi, với độ phân giải là Full HD cộng và tần số quét là 144Hz. Tất nhiên các bạn có thể nâng cấp lên cái phiên bản 2K kết hợp với đó là tần số quét 240Hz, cũng giống như là những cái tiêu chuẩn về độ chuẩn màu, độ sáng thì nó sẽ cao hơn phiên bản này một chút nha các bạn. Thì mình nghĩ với 5-6 triệu trên là đổi lấy một cái màn hình tốt hơn và một cái card đồ họa tốt hơn, thì đó cũng là một cái điểm các bạn cũng nên cân nhắc nha. Còn ở đây thì mình chỉ nói với các bạn này thôi. Thì nhìn chung với một cái máy màn hình Full HD cộng 144Hz thì nó sẽ đáp ứng ở mức cơ bản những nhu cầu của mình. Thì nhu cầu của mình là gì? Đó chính là lướt web nè, duyệt Facebook, làm những clip nhẹ TikTok bằng Cupcake, hoặc là chỉnh sửa hình ảnh bằng Lightroom. Thì mình thấy cái màn hình này, cái độ chuẩn màu nó sẽ không được như những màn hình gọi là trên những dòng máy cao cấp đâu, nhưng mà mình thấy là nó vừa đủ cho mình làm những cái tác vụ đó. Và tất nhiên nếu như các bạn là học sinh, sinh viên, các bạn chỉ có nhu cầu gọi là một cái màn hình lớn, đủ nhìn tài liệu, đủ đẹp, đủ sáng để chơi game, thì màn hình này vẫn đáp ứng được nha. Và như mình có nói lúc nãy, đây là phiên bản base với một mức giá 30 triệu. Nếu như các bạn mua bản này xong, sau này các bạn có thêm tiền, hầu bao rủng rỉnh hơn, thì các bạn hoàn toàn có thể mua thêm một cái màn hình rời bên ngoài cho mình. Thì các bạn chỉ cần lên Shopee vào những ngày sale đi, một cái màn hình 2K hoặc thậm chí là 4K thì đều có một cái mức giá gọi là dưới 5 triệu đồng cả. Thì cái lúc đó thì cái khả năng hiển thị nó sẽ tốt hơn nhiều ha. Nói về cấu hình của cái máy này đi, thì phiên bản base của mình, base nha các bạn, đây là một cái điểm mà mình thấy là các bạn học sinh sinh viên thời nay nó sướng hơn mình cách đây khoảng 5-10 năm rất là nhiều nha. Phiên bản base với mức giá khoảng 30 triệu đồng thôi mà các bạn đã có con chip Intel Core i7-14700HX và cái số nhân xử lý của nó lên tới 20 nhân. Nó quá là nhiều luôn các bạn. Trước đây với một mức giá khoảng chừng 30 triệu đi, khoảng 5-10 năm trước, thì thời sinh viên của mình chỉ nói tới những con chip Core i3 hoặc là cao lắm là Core i5 thôi, còn Core i7 là những máy nó cực kỳ cao cấp rồi. Nhưng mà ở đây các bạn đã có Core i7 ở phiên bản base rồi, và kết hợp với con chip Core i7 này là một cái card đồ họa tầm trung NVIDIA RTX 4050. Như mình có nói lúc nãy, nếu như các bạn bỏ thêm 5-6 triệu thì các bạn sẽ có cái phiên bản card đồ họa cao hơn là 4060 ha. Thì lúc đó cái khả năng chiến game của các bạn nó sẽ ok la và ngon lành hơn. Nhưng đối với phiên bản này, khi mà mình chơi những tựa game cơ bản eSports, chẳng hạn như là Liên Minh Huyền Thoại hay là PUBG hay là Counter-Strike đi, thì nó đáp ứng rất là tốt. Mình gần như là mình sẽ không gặp phải hiện tượng gọi là giật lag quá là nhiều khi mà mình chơi những tựa game eSports quen thuộc ha. Một điểm các bạn cần lưu ý đó là MSI cũng giống như kiểu gọi là
cân đo đong đếm sức mạnh của cái máy này rồi, và khi kết hợp với màn hình độ phân giải không quá cao, chỉ dừng lại ở Full HD mà thôi, thì card đồ họa 4050 hoàn toàn có thể đáp ứng được, và những tựa game mình test đều cho một cái số FPS nó rất ổn định và nó cao luôn ha. Và ở đây mình test luôn một trong những tựa game hot nhất hiện nay, các bạn cũng biết rồi đúng không? Đó chính là tựa game Black Myth Wukong. Đó, điều khiển Ngộ Không đi đánh quái vật này nọ các kiểu. Thì với cấu hình của cái máy này, khi mình để ở mức medium setting thì mình vẫn có thể chơi hoàn toàn mượt mà, số FPS cực kỳ ổn định luôn. Đó chính là cái hay của cái máy này ha. Thì các bạn cũng biết mà, MSI là một cái hãng chuyên làm máy gaming, cho nên là họ tối ưu khá là tốt trên hầu hết các dòng thiết bị của họ. Và đặc biệt cái máy này có một cái hệ thống tản nhiệt cũng rất hiệu quả của các bạn. Và đây, khi mà mình nhấn một cái nút cho bạn, mình cho bạn nghe thử nè. Khi mình nhấn vậy và mình nhấn cái nút quạt lên thì cái máy này nó sẽ mở maximum quạt luôn. Từ đó cái hiệu quả tản nhiệt nó tốt hơn, dẫn tới là cái việc chơi game nó sẽ ổn định hơn rất là nhiều ha. Thì nhìn chung với cái mức giá 30 triệu đồng và với mức cấu hình này, mình sẽ không nói quá sâu đâu, nhưng mà nó đáp ứng gần như là tốt hầu hết mọi nhu cầu của mình. Và đến với khả năng chơi game thì nó cũng vậy, chỉ là các bạn nên điều chỉnh là cái mức đồ họa trong game nó phù hợp là có thể chiến ngon lành ha. Cái điểm cuối cùng cũng không phải là điểm yếu nhưng mình cũng cần phải nói, đó chính là cái thời lượng sử dụng pin của trên cái máy này. Thì đối với một cái máy gaming, tất nhiên chúng ta ai cũng hiểu, khi đã xài thì phải cắm sạc, đúng không nào? Vậy thì khi mở sạc ra, mình sử dụng những cái phần mềm quen thuộc, chẳng hạn như là Lux, Telegram, lướt web, lướt Facebook, thì nó cho mình một cái khoảng thời gian sử dụng rơi vào khoảng 3 tiếng cho tới 3 tiếng rưỡi. Thì mình nghĩ đây là một cái mức thời gian sử dụng pin trung bình. Đó, với một con chip khá là mạnh ở đây thì đây là mức không tốt đâu, nhưng mình nghĩ nó là đủ. Ví dụ như trong những trường hợp gấp, các bạn cần phải ra cà phê lấy máy ra và gõ văn bản liền, thì máy này vẫn đủ thời gian cho các bạn làm việc ha. Còn khi về văn phòng thì ok, chúng ta cắm sạc và xài thoải mái. Để tổng kết lại về cái máy MSI SOM 16HX này có đáng mua hay không, thì mình nghĩ trong cái mức giá 30 triệu đồng và mua hàng mới nha các bạn, thì mình đánh giá đây là một cái máy đáng mua. Bởi vì thứ nhất, nó có một cái build tốt, chuẩn chỉnh, tuy chỉ là nhựa nhưng mà nhìn nó ok, nó ngon lành, nó cứng cáp, tạo cho mình sự tin tưởng trong quá trình sử dụng. Nó có một cái màn hình lớn, tiêu chuẩn 16:10 hợp trend hiện nay, hiển thị cũng khá đẹp. Và nó có một cái cấu hình nó vừa đủ cao để đáp ứng hầu hết mọi nhu cầu của mình, đặc biệt là con chip Intel Core i7 thế hệ 14. Đó. Về những cái điểm trừ cho cái máy này mình thấy hơi đáng tiếc một chút xíu, đó chính là thứ nhất như mình có nói là thời lượng pin sử dụng nó chưa được tốt cho lắm. Phiên bản base thì chỉ có màn hình Full HD cộng mà thôi, và ngoài ra thì nó hơi nặng. Rồi, chỉ vậy thôi, chứ mình thấy thì trong mức giá 30 triệu thì chiếc máy này hoàn toàn xứng đáng cho các bạn mua ha. Nhưng mà có lúc nãy, nếu như đây mình đang nói trên cái phương diện là máy mới nha các bạn, còn nếu như mà phải so sánh máy cũ thì nó hơi thiệt thòi cho cái máy này quá. Bởi vì 30 triệu mà bạn thêm khoảng chừng vài triệu nữa thôi, các bạn sẽ có những cái máy của năm 2022, 2023 cấu hình tốt hơn, nhưng mà đánh đổi lại thì sẽ không còn thời gian bảo hành. Đó, thì cái này các bạn cũng phải nên cân nhắc ha. Và đó là tất cả những gì mình muốn nói về mẫu MSI SOM 16HX này. Các bạn nào có câu hỏi nào liên quan tới mẫu máy này, hãy để comment bên dưới, mình sẽ xem và trả lời các bạn nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều.